V-League 2021 đã phải tạm dừng sớm hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thời gian này, nhiều câu lạc bộ đã cho các cầu thủ xả trại sớm để trở về nhàn Tết. Cho dù Tết Nguyên đán đang cận kề, các cầu thủ rất muốn về bên gia đình sau một năm thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, đối với cầu thủ Văn Toàn, đây có lẽ sẽ là một cái Tết đặc biệt nhất của mình. Văn Toàn quê ở Hải Dương, cầu thủ này sẽ khó có thể trở về nhà khi Hải Dương đang phải giãn cách xã hội vì ảnh hưởng từ dịch bệnh. Chia sẻ mới đây trên trang cá nhân của mình, Văn Toàn chia sẻ cảm xúc với dòng tin Tết này ăn Tết ở đâu. Nhiều khả năng Văn Toàn sẽ ở lại ăn Tết cùng người thầy của mình là Kiatisak ngay ở đại bản doanh câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, đây cũng là quãng thời gian để những ngôi sao bóng đá Việt Nam tranh thủ xả stress, đồng thời có các hoạt động vui vẻ sau thời gian thi đấu căng thẳng. Với thủ thành Bùi Tiến Dũng, ngay sau khi gây sốt với người hâm mộ khi diện siêu xe 7 tỷ, mới đây người gác đền này lại khiến đồng đội hốt hoảng bởi hành động của mình. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải bức hình đi ăn tối với hai tân binh mới của câu lạc bộ Sài Gòn là Ryutaro Karube và Takasaki Horoyuki. Thủ thành Bùi Tiến Dũng rất thân với Ryutaro Karube khi họ từng có quãng thời gian chơi bóng cùng nhau ở Thanh Hóa. Với lão tướng Takasaki Horoyuki, người chỉ mới đến Việt Nam thi đấu, những người bạn như Bùi Tiến Dũng sẽ giúp anh hòa nhập tốt hơn. Còn đối với cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng khiến các fan cảm thấy hào hứng với câu thả thính cực chất, có mai, có quất, có đào, có thêm anh nữa, ngọt ngào cả năm. Dù đang trong thời gian điều trị phục hồi chấn thương, tuy nhiên tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi Văn Hậu đang tập luyện tích cực để có thể trở lại sân cỏ sớm nhất. Bên cạnh đó, những ông bố quốc dân của bóng đá Việt Nam sau khi được xả trại về với gia đình cũng dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Mới đây, cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ khoảnh khắc chơi đùa cùng con trai của mình. Tập trung vào nào, Tết năm nay thành hay bại là ở ông đấy. Cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh cũng chia sẻ hình ảnh đáng yêu của cậu con trai với dòng chữ "Ờ, thế là Tết thật rồi mấy ông à". Có thể thấy đây là thời gian để các ông bố thể hiện tình cảm với gia đình sau một năm phải thi đấu xa nhà. Không khí Tết đang đến rộn ràng, hy vọng các tuyển thủ của bóng đá Việt Nam sẽ đón một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và người thân.